Tuy Hạnh là người mà ông đưa vào, nhưng mà tôi cảm thấy không đáng tin lắm. Lại làm sao? Tôi vừa bị mất đồng hồ. Man, em có nhớ lần cuối cùng em đeo chiếc đồng hồ đó là khi nào không? Chị ạ, hôm nay em làm tốt đấy. Em cảm ơn chị. Nhà vệ sinh thì không có camera. Em vừa lấy số của Hạnh để gọi thì không thấy nghe máy. Có khi giờ này tẩu tán rồi cũng nên. Nhưng mà từ từ đã. Làm sao chắc chắn người theo sau là Hạnh được? Thì tôi đã quay trở lại rất nhanh, chỉ khoảng 2 phút thôi. Cộng thêm cái chuyện Hạnh cầm thẻ của ông ấy, trả chưa? Anh rất ghét chuyện nói xấu người khác, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng mà... Mà sao ạ? Thì anh từng kể cho Khôi nghe đó. Anh từng chứng kiến bảo vệ khách sạn yêu cầu cô ta phải trả lại đồng hồ cho khách hàng. Nghe đâu là camera an ninh khách sạn cũng quay lại được. Đó chính là lý do tại sao mà ngay từ đầu anh không thích nhận cô ta vào công ty. Cứ ngồi bán tin bán nghi thế này cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Thôi, để em nhờ công an vào cuộc. Mày anh, bình tĩnh lại đã. Ông không phải bênh. Cho dù đấy là người của ông thật, nhưng tôi cũng không thể chấp nhận việc công ty có một kẻ ăn cắp. Anh đồng tình với Mai Anh. Báo công an đi, để cho họ điều tra. Nếu như xác minh đúng là cô ta lấy chiếc đồng hồ á, thì không dung túng gì cả, đuổi việc ngay lập tức. Mời vào. Em chào anh chị. Em vừa chạy qua ngân hàng có chút việc nên về hơi trễ. Em nghe Xuân nói chị gọi em à? Em ngồi đi. Thế này Hạnh ạ, đây là công ty do chị, anh Quân và Khôi lập ra. Trong vấn đề công việc và cả nhân sự, chỉ cần 2/3 người đồng thuận thì sẽ không cần phải bàn cãi thêm điều gì nữa. Chúng tôi vừa trao đổi về trường hợp của cô. Cô hãy thành thật đi, cô có gì muốn nói về chiếc đồng hồ của Mai Anh không hả? Đồng hồ của chị Mai Anh. Đồng hồ của chị làm sao ạ? Lúc ở trong nhà vệ sinh. Vào đi. Xin phép ạ. Có việc gì đấy chị? Dạ không có chuyện gì ạ. Em chỉ muốn hỏi sếp Mai Anh là đây có phải là đồng hồ của sếp không ạ? Tại hồi nãy ở trong nhà vệ sinh thì em nghe loáng thoáng giọng của sếp ạ. Dạ đúng rồi, em cảm ơn ạ. Mọi người nghĩ là em lấy trộm đồng hồ của chị à? À không, không phải thế đâu. Mọi người đang bàn về việc sáng nay em làm rất tốt. Thế nên là đang có đề xuất là sắp xếp lại công việc với lại là mức lương phù hợp với em hơn. Nếu như chị đã tìm thấy đồng hồ của mình thì em không còn việc gì ở đây nữa. Em xin phép. Cũng đã xong chuyện rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, cô đừng bận tâm nữa. Tôi đâu có nghi ngờ nhân phẩm của mình mà phải suy nghĩ. Tôi chỉ uất ức khi có người gặp tôi một đôi lần nhưng lại mặc định cho mình cái quyền được phán xét tôi, xúc phạm tôi, kết tội tôi. Vì tôi nghèo à? Hay vì tôi một thân một mình không ai chống lưng? Nếu các người mặc sức muốn đối xử với tôi như nào cũng được. Ai cũng có thể lừa tôi tiền, ăn quỵt của tôi, miệt thị tôi, quấy rối tôi. Dù các người có là sếp Sòng, có là ông trời đi chăng nữa thì tôi cũng không cho phép các người coi thường khinh bỉ tôi thêm một lần nào nữa đâu. Còn nếu như anh cảm thấy công việc này của anh quý giá đến vậy thì anh cứ giữ lấy mà dùng. Đúng là sau khi sự việc ngày hôm nay xảy ra, tôi có suy nghĩ cô chính là người lấy cắp chiếc đồng hồ của mẹ. Bởi vì suy cho cùng, đây chẳng phải lần đầu tiên cô làm chuyện đó. Tầm khoảng 3-4 năm trước, tôi từng chứng kiến bảo vệ khách sạn đang tra hỏi cô về việc lấy cắp chiếc đồng hồ của khách hàng. Có cả camera an ninh quay lại nữa. Có đúng vậy không? Dạ là vậy.
ra là anh đã từng chứng kiến. Nếu như anh đã từng chứng kiến cảnh người ta đòi tôi, tại sao anh không cố nán lại để xem hồi kết là như nào? Khách sạn đó vẫn còn hoạt động, chị Thanh quản lý vẫn làm ở đấy. Anh có thể quay lại đó và hỏi cho rõ ngọn ngành. Chắc mọi người vẫn chưa quên đâu. Một con người đầy định kiến như anh luôn dễ dàng công kích người khác thì cũng nên xem lại bản thân mình đi, chứ cứ thầy bói xem voi mà nghĩ mình biết cả thế giới thì khốn khổ cho những người quanh anh lắm.